Mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem clip của Pháp Thái TV. Rồi hôm nay trở lại nhà của chú Ba Đời ở chợ mới tỉnh An Giang nha cô chú anh chị, có một số mặt hàng hoa kiển nữa. Rồi chào chú Ba, chú Ba ơi. Chào Pháp Thái Hiện Đại. Chào tất cả anh em toàn quốc, một ngày mới chúc cả anh em là vui vẻ, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Hôm nay Ba Đời có nhờ Pháp Thái quay lên một cái clip mới nữa, một số mỹ vàng giống và có một cây bông trang mẫu đơn sọc các bạn ơi. Các bạn xem qua clip rồi nhớ ủng hộ giùm Ba Đời rất cảm ơn. Rồi, đầu tiên mình lên mỹ vàng hả chú? Mỹ vàng. Rồi, mỹ vàng này mình giao lưu sao chú cho cái chi tiết luôn chú ơi. Bây giờ mở số 1, số 2, số 3, số 4, các bạn coi số giùm kỹ nha, rồi mình muốn chốt cây nào mình lên tiếng. Mình nó là chọn lựa nha các bạn. Rồi bốn cây này giá tiền bằng nhau, 300 ngàn ship tới nhà các bạn luôn. Rồi chú xay một vòng chú. Đó, cây thì rất là sung nha bà con, một cốt mà đó lên vậy nè, nhưng mà có cái nách này nó lên cây con, có cây có con đó. Mình cái này mình đếm tính mắt lá thôi, 1 2 3 4 5 6 7, cái này lên trời nó là gần 8 lá nha bà con. Cây nào cũng vậy chứ, thì chiều cao này tầm khoảng 2 tấc cỡ 2 tấc chú. Mình tính 20 thôi, nó tính 20 ha, tính 20 cho dễ mua. Rồi, mình bao 20 luôn. Rồi đi, nhưng mà nó dư thì các bạn nhờ. Rồi mỹ này mình tính, nói chung ở đây là các bạn thông cảm, tại vì hồi lúc còn nhỏ mình mua người ta nó có lộn các bạn ơi, trong này nó có mỹ vàng chanh, mỹ vàng nghệ, nhưng mà bây giờ mình không phân biệt được, thành thử ra bây giờ mình bán cái giá mỹ vàng chanh đi các bạn, chứ bây giờ mình không dám nói mỹ vàng nghệ khẳng định rồi nữa, nó không nghệ cái mình cũng kỳ, mà nó lỡ có nghệ thì các bạn cũng thông cảm, bỏ qua đừng buồn nghe. Nhưng mà tôi bán cái này thì nó là mỹ vàng bao hàng. Nhưng mà không dám khẳng định là mỹ vàng chanh hay hoặc mỹ chắc vàng nghệ. Chắc là mỹ vàng, nhưng mà hiện tại cái dòng mỹ vàng nghệ thì nó có điểm sọc rồi, tại vì những cái dòng trước thì mình có giao lưu mình biết. Thì như cái lô này thì giá vậy nha bà con, mỗi một cây là 300 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Là một cây dẫn ship hả chú Ba? Một cây dẫn ship tới nhà luôn. Rồi xuống cây chú Ba, từ mã số 1 tới mã số 4 ha. Cái này có mã số bà con thoải mái lựa chọn nha bà con. Đó. 5 6 7 lên 3 cây đi chú ơi, cho dễ cô bác dễ lựa chọn. Bao từ 2 tấc nha bà con, nhưng mà cái lô này là trên 2 tấc mà tính 2 tấc thôi nha. Đây nó rất cần xứng với nhau nè, đó. Thì cái gốc ở dưới này thì bằng đậu đũa ăn, nhưng mà nó có lên một cốt đây là bằng đầu nhang đốt nha. Này tính mắt lá này 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 mắt lá đây nó lên như thế này nè. Nhưng mà cái dòng này thì nó lên nó bóp lá là nó có hoa nha bà con. Rồi, ba mã số này mình giá sao chú ơi? Số 5, số 6, số 7. Cái này mình bán đồng giá các bạn nha. Các bạn muốn chọn cái số nào thì mình lên tiếng nha. Các bạn mình chốt cái số nào thì mình cho biết. Nhưng mà giá tiền bằng nhau 300 ngàn bao ship tới nhà các bạn. Rồi, mỹ vàng. Ba mã số 5, 6, 7. Đồng giá 300 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây chú bay. Lên tiếp theo ba mã số nữa là 8, 9, 10. Đó. Size này bằng nhau chưa bà con, chỉ cần lựa chọn mã số thôi nha bà con. Đây nè, đó, mình quay chi tiết ha, nó cũng là ná nhau vậy thôi đó. Thì cái thân ở dưới thì nó cũng một cốt như vậy nè, cái thân ghim ở dưới là bằng đầu đũa ăn nha bà con, nhưng mà nó nảy cái mầm lên thì bằng đầu nhang đốt như thế này nè. Thì tầm cũng khoảng trên 2 tấc, nhưng mà tính 2 tấc cho bà con thôi. Đó, găng tay có dư đó, lên cũng khoảng 7-8 mắt lá vậy đó nha bà con. Rồi ba mã số này giá luôn chú ơi. Bây giờ số 8, số 9, số 10 là nó cũng bằng giá là 300 ngàn là bao ship tới nhà nha các bạn. Nhưng mà các bạn muốn thích cái số nào mình lên tiếng nha các bạn, thì theo chọn lựa số. Là mình gọi điện tới mình chốt là mình nói mã số ha. Dạ. Đây, mỹ vàng chanh với mỹ vàng nghệ, nó cái đọt nó vậy cũng khó phân biệt nha bà con. Khi mà cái đọt tơ vậy nè, thì vậy đó, thì ví dụ như bà con nào yêu thích đó thì cứ liên hệ. Cây giá này là giá rất là mềm này nha cho cô chú anh chị. Chỗ chú Ba giá rất là ok rồi. Rồi xuống cây luôn chú Ba. Cái thời những tháng trước đây là cái cây này là tầm khoảng 700-800 ngàn nha bà con. Rồi lên tiếp theo. Cái này không có mã số hả chú? Cái này không có mã số, cây này là cây sập. Cây sập đột biến. Đây, quay cận cảnh cái hoa trước rồi cái thân mình sẽ tính mắt lá cho bà con xem ha. Đây, đây, cánh hoa nó chạy sọc vậy nè. Đó, sọc rất là đẹp nha bà con. Rồi mình cho cái đo chiều cao cái mắt chớn rồi chú, 60 bà con ơi. Đó, lên tới đây nè, đây 60 nha, lên tới cái hoa nè. Cái này thì mình tính được này mà kể như một bo đi, hai bo,
3 bo, 4 bo, 5 bo, 6 bo, 7 bo, 8 bo, 9 bo. 9 bo còn lại những cái mắt ghép này còn lại nguyên rin nha. Bà con có thể nuôi thêm nha. Tại vì cái chớn ghép nó dưới này nè. Còn đây bên đây nữa nè. Đây một nách ha. Đây nách, đây nách, đây nách là 4 nách. Đó, hiện tại nó nảy rất là nhiều mầm luôn nè. Đây, khi mà bà con nữa lấy bo những cái chỗ này nó nhảy lên thêm nữa nè. Mấy cái này đâm trời nó còn chơi mà. Cây rất là sung và hiện tại cái hoa nó như thế này nè. Cái này là kêu là sọc đột biến thôi chứ giờ này nó đã đỏ hường hường vậy đó bà con ơi. Rồi cái này mình giao lưu giá sao chú? Phan quên nữa. Cái gốc này nó hơi quái quái nè. Ghép cái gốc này là vàng lá chung quá. Vàng lá chung. Vàng lá chung. Cái đế này nó quái nha bà con. Đó, giống như một cái con rồng con rắn vậy đó. Rồi mình cho cái thông cái chi tiết gốc này mình giao lưu giá sao chú? Cái này thì nói chung các bạn nào muốn có thích thì mình giao lưu là 10 triệu bao ship tới nhà các bạn. 10 triệu mới nãy mình tính mấy mắt bo ta? Con đếm hình hình hồi nãy. Nếu mà đếm kỹ từ mắt ở đây là thì 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là bỏ cái bông ra riêng đó. Mấy chỗ này nó có nhảy con sẵn hết trơn nè, nó đâm đâm xanh xanh hết rồi. Thì hiện tại một mắt là mình kể như mình tính 1 triệu đi. Giá thị trường thì 1 mắt 1 triệu đi nhưng mà mình cắt ngang đây mình còn lời lại được những cái mắt đây nè. Mình nuôi lại là sau này nó đẻ ra nữa ha. Ở trong này nó đâm cũng nhiều rồi đấy nè. Đâm rất là nhiều nha con. Rồi bà con nào thích thì cứ liên hệ cho chú Ba nha. Cái hoa rất là tuyệt vời luôn. Rồi xuống cây luôn chú Ba. Tại vì đôi khi sọc lên cái máy cái bắt đầu nó bị gọi chiếu nắng vô đó. Mình sẽ chụp cái hình chuẩn lại và mình sẽ trang vô màn hình cho bà con xem cận cảnh ha. Còn nếu không bà con nào ở gần thì có thể lại tận nhà của chú Ba để giao lưu nha. Rồi lên tiếp theo 3 mã số 11, 12 và 13 vẫn là trở lại Mỹ Vàng ha. Cái size này size lớn hơn. Đây gốc ở dưới thì lá rất là sung, ghim thì mình bao bà con là ở dưới này là bằng đầu đũa ăn nha. Đó, ghim lên vậy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mắt lá bằng nghe bà con. Đó. Này mình ba đo thử hào hào một cây đại diện đi chú ơi, khoảng mấy tấc. Giá rất là mềm luôn. Nó trên 40 rồi, tính 40 thôi hàng đại ơi. Trên 40 nha bà con. Mua đi. Nè. Đó, trên 40 nha, tính 40 thôi. 40 thôi. Cây nào vậy chân đây 3 mã số bà con tùy theo bà con lựa chọn nha. Rồi báo giá 3 mã số luôn chú ơi. Đây là 11, 12, 13. Tùy theo cái thích các bạn chọn số nha các bạn, rồi mình chốt nha, nhưng mà giá tiền bằng nhau, giá 500.000 các bạn. 500.000 một cây bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi bao ship toàn quốc. Như cây này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mắt lá nha bà con. Đó. Mã số 12 là 10 mắt lá luôn. Đó tầm khoảng dao động vậy 9 10 mắt lá. Rồi xuống cây luôn chú ơi. 3 mã số. Tùy theo bà con lựa chọn ha. Rồi lên tiếp theo. 3 mã số nữa là 14, 15 và 16. À, cây thì Mỹ Vàng thì rất là sung. Đây. Này bao cũng 40 luôn nha bà con. Này mình đếm mắt lá nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây con chòi non đó là 10 nè. Còn mã số 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tại vì cái này nó giao lóng quá xa. Nên 7 mắt lá bên này thì cũng tầm khoảng 9, 10 mắt lá luôn. Thằng ở dưới hiện này có chung lô nha con, nó ghim dưới phần đầu đũa ăn. Rồi mình cho chi tiết mỗi mã số luôn chú ơi. Bây giờ là tiếp theo là 14, 15, 16 nha các bạn, nhưng mà đồng giá tiền một cây đầu cũng 500 bao ship tới nhà các bạn luôn. Rồi tùy theo bà con lựa chọn ha. Rồi cây này rất là sung, mình chốt xuống đó, rất là sung luôn. Rồi xuống cây luôn chú ơi, giá quá mềm luôn rồi con ơi. Lên tiếp 3 mã số tiếp theo 17, 18, 19. À. Bao 4 tấc luôn. Này bà con thoải mái lựa chọn ha. Này cái thằng ở dưới nó sung như thế này. 1, mình tính đây 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nó tầm từ 7 mắt lá cho tới 10 mắt lá nha bà con. Rồi, mình để con xoay vòng coi. Cái này nó bự hơn đầu nhắn đốt nhiều nha bà con. Thằng này nè. Một cốt không à. Rồi cái này mình cho cái chi tiết từng mã số 17, 18, 19 là 3 mã số giao lưu luôn chú ơi. Bây giờ tiếp theo 17 nha các bạn, 18, 19. Tùy theo các bạn thích số nào thì mình chốt số đó nha các bạn. Nhưng mà giá tiền cũng bằng nhau, 500.000 bao ship tới nhà các bạn luôn. Rồi xuống cây luôn chú ơi. Giá rất là mềm mà nghe bà con, lô này rất là sung luôn.
Còn một cây cuối cùng các bạn ơi, cây cuối cùng 20. Mỹ vàng mã số 20. Đây, hai cái lá dưới này nè. Đó. Đây 1 2 3 4 5 6 7 8 thì 3 4 tấc nha mọi người. Cây 20 này là 8 mắt lá. Bốn tấc nó dư nhưng mà chú tính cho anh em dễ mua. Đó, 4 tấc thôi. Đó. Rồi, giá mã số 20 này cũng đồng giá 500.000 luôn ha. Luôn các bạn ơi. 500.000 mã số 20. Bao ship tới nhà luôn các bạn. Mã số cuối cùng luôn ha. Rồi, đây mình sẽ quay lại cái hoa này ở trong này, nó cái này nó chuẩn nè. Đó, sập đột biến nè. Cây nào này anh em nào, cô chú chị nào có yêu thích thì cứ liên hệ cho chú Ba đến nhà xem cây ha. Giá này rất ok rồi. Đây. Lên sập vậy nè. Đó, quay vậy cho bà con xem chi tiết đi. Rồi cuối clip luôn rồi chú Bay. Rồi cuối clip thì Ba Đời cũng có lời chào thân ấy. Đó là chúc các bạn là đầu năm mới nha. Làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Làm ăn đó là tiền vô ào ào nha. Có dư ra ủng hộ Ba Đời thì Ba Đời rất cảm ơn. Tại vì những clip vừa qua đưa lên thì các bạn cũng có chốt hết rồi. Ủng hộ Ba Đời, Ba Đời rất cảm ơn. Rồi cuối clip xin chào đoàn kết. Dạ. Rồi chào chú Ba luôn ha. Cảm ơn bà con đã xem clip mình chia sẻ nha bà con. Có cây sọc này, cây hoa quá trời đẹp luôn rồi. Mà con nào yêu thích thì cứ liên hệ chú Ba nha. Đây. Cái búp hoa nó còn nó cũng có sọc luôn nha. Rồi xin tổng chào ha bà con.